Anh chị em thân mến, chỉ có một mình Chúa Giêsu mới là mục tử tối cao, mục tử duy nhất của giáo hội. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới là vị thượng tế đích thực, thượng tế nhân lành của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, Chúa cho dân của Chúa được tham dự vào cái chức tư tế duy nhất của người. Mỗi người tham dự một cách khác nhau. Tất cả anh chị em đây, cộng đoàn dân Chúa, nhờ bí tích rửa tội, anh chị em được tham dự vào chức tư tế của Chúa. Anh chị em thực sự là tư tế của Chúa ở trong giáo hội, giữa lòng thế giới. Nhưng mà cái chức tư tế của anh chị em được gọi là chức tư tế chung, chung cho tất cả mọi tín hữu được rửa tội. Ngoài chức tư tế chung ấy, thì Chúa Giêsu còn tuyển chọn một số người để được tham dự vào chức tư tế thừa tác của Chúa. Cũng là tư tế, nhưng mà được chọn, được thánh hiến để trở thành hiện thân của Chúa Giêsu, là đầu và là mục tử của giáo hội. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa bởi vì có 6 người anh em chúng ta đây được tuyển chọn để tham dự vào cái chức tư tế thừa tác đấy. Không phải bỗng dưng mà các thầy này tiến lên, nhưng mà được Chúa kêu gọi và tuyển chọn. Chỉ một mình Chúa là mục tử, nhưng mà Chúa Giêsu ngày hôm nay đã lên trời rồi. Ngài không còn hiện diện hữu hình giữa chúng ta nữa. Nhưng mà Ngài muốn có những người tiếp nối cái sứ mạng của Chúa. Cho nên trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa đã nói với các tông đồ: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Như Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu, ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng sai các con đi. Sai các con đi để tiếp nối cái sứ mạng của Chúa. Mà không phải chỉ là tiếp nối, mà còn trở thành hiện thân của Chúa, là dấu chỉ của Chúa ở giữa dòng đời này. Mà để làm việc đấy, thì Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Và hôm nay Chúa Giêsu cũng ban Chúa Thánh Thần cho các con, để các con được thánh hiến, được đổi mới từ bên trong. Bởi vì linh mục không phải là một người công nhân, không phải là một nhân viên làm công tác xã hội, mà là hiện thân của Chúa. Cho nên Chúa Thánh Thần biến đổi các con từ bên trong để làm cho các con trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Chính vì thế, tất cả các con đây ngày hôm nay, nhờ việc đặt tay và nhờ lời nguyện thánh hiến, các con trở thành hiện thân của Chúa, là dấu chỉ của Chúa. Cho nên cả cuộc đời của chúng ta, bản thân của chúng ta, lối sống của chúng ta, lời ăn tiếng nói của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, cách phản ứng của chúng ta, cách giải quyết vấn đề của chúng ta, cách phục vụ của chúng ta, tất cả phải làm sao để cho thấy Chúa Giêsu trong con người của các con. Người ta nhìn vào đời sống các con, người ta thấy Chúa Giêsu. Và người ta có thể thốt lên rằng: quả thật đây là người mục tử của Chúa. Quả thật đây là hình ảnh của Chúa Giêsu, là linh mục thật chứ không phải linh mục giả. Cho nên các con phải cố gắng từng ngày nên hoàn thiện hơn. Cha đặc trách ơn gọi của giáo phận vừa chứng nhận trước mặt mọi người những thầy này được coi là xứng đáng. Đó là một cái công thức thôi. Và quả thật sau nhiều năm tu luyện, chúng con đã sửa mình để mỗi một ngày càng xứng đáng hơn một chút nữa. Nhưng mà vẫn là không xứng đáng. Ngay cả các giám mục, linh mục ngồi đây trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn dân Chúa cũng phải nói rằng không xứng đáng. Nhưng mà cố gắng từng ngày xứng đáng hơn. Cho nên các con phải tiếp tục nên thánh. Nên thánh để các con trở thành
dấu chỉ của Chúa, là hiện thân của Chúa. Nhìn vào cuộc đời của các con, người ta thấy các con quả thật là dấu chỉ của Chúa. Rồi các công việc của chúng ta, các cái chức năng, các cái năng quyền, các cái nhiệm vụ của chúng con phải làm sao để cũng trở thành hiện thân của Chúa. Trong việc rao giảng, chúng con phải giảng làm sao để cho người ta thấy rằng ở đây đúng thật Chúa Giêsu đang giảng cho chúng tôi. Phải giảng làm sao để khơi dậy cái lòng khao khát sự thánh thiện nơi dân Chúa. Giảng không phải để mà khoe khoang kiến thức, không phải là kể chuyện cho vui. Và nhất là tệ hơn nữa, giảng không phải là cái lúc để mà la lối thóa mạ người khác. Chẳng thấy hình ảnh Chúa Giêsu đâu hết. Các con giảng làm sao dùng những lời của tin mừng biểu lộ cái tình yêu cứu độ và khơi dậy lòng khao khát trở nên thánh thiện nơi dân Chúa. Đó mới là giảng như Chúa Giêsu. Cử hành bí tích cũng vậy. Chúng con dâng lễ làm sao để người ta nhìn vào người ta thấy ồ, đúng thật Chúa Giêsu đang dâng lễ. Không phải giống như là cái người làm phù phép, mà Chúa Giêsu đang dâng lễ trên bàn thờ để cho dân Chúa thông hiệp vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Rồi khi giải tội cũng vậy. Giải tội làm sao để dân Chúa gặp được tình thương của Chúa Giêsu mục tử đang ôm ấp những người tội lỗi, đang khích lệ, đang cảm thông, đang thương xót để giúp cho tội nhân trở về với Chúa. Sức giàu cũng thế. Làm sao để cho dân Chúa cảm nhận được Chúa Giêsu đang đến bên họ trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Quả thật người họ gặp được tình thương của Chúa Giêsu, chứ không phải gặp một cái người đi làm công chức. Cách quản trị của chúng ta cũng thế. Quản trị làm sao để chúng con là mục tử, chúng con biểu lộ được Chúa Giêsu là mục tử tối cao, đang chăm sóc, đang nuôi dưỡng đoàn chiên của người. Như thể Chúa Giêsu đang chăm sóc người ta vậy. Chúng ta vừa được nghe lời dặn dò của Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên, ngài căn dặn chúng ta phục vụ làm sao? Phục vụ một cách tự nguyện. Đừng có làm vì miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Đừng có ham hố lợi lộc chức quyền. Đừng có lấy quyền mà thống trị người khác. Đấy không phải là mục tử của Chúa Giêsu. Và không ai thấy Chúa Giêsu ở nơi những con người như vậy cả. Chúng con phục vụ quản trị cộng đoàn như thế nào để người ta thấy Chúa Giêsu ở nơi chúng con? Và nhất là chúng con cùng với toàn thể giáo hội loại trừ cái óc giáo sĩ trị ra khỏi giáo hội tuyệt đối. Lấy quyền mà dọa nạt, rồi la lối, rồi mắng mỏ, rồi đe dọa, rồi vạ tuyệt thông. Tất cả những đó là những cái lỗi thời và sai tinh thần phúc âm, và làm cho người ta không thấy được Chúa Giêsu nơi con người của mình. Mà như vậy thì không bao giờ có thể loan báo tin mừng hay truyền giáo được. Dứt khoát loại trừ óc giáo sĩ trị. Chúng ta là những con người không xứng đáng. Hãy nhớ cái điều đấy, để khiêm tốn hơn, để phục vụ như một tôi tớ. Và để đạt được tất cả những điều đó, mỗi một ngày các con hãy ở lại bên Chúa, sống với Chúa, chiêm ngắm cuộc đời của Chúa, để cho hình ảnh của Chúa Giêsu thấm vào trong tâm trí, thấm vào trong trái tim và biểu lộ ra đôi tay việc làm của chúng con. Không có cầu nguyện, không ở lại với Chúa thì không bao giờ trở thành người mục tử của Chúa được. Là mục tử, là linh mục, không phải là công chức. Nhớ điều đấy, chúng con nhớ điều đấy kỹ trong đầu mình. Mà phải là một mục tử để cho Chúa ở trong chúng con. Ước gì ngày hôm nay nhờ ơn Chúa Thánh Thần Thánh Hiến, chúng con được biến đổi trở thành người mục tử của Chúa, và để cho mọi người đây nhìn vào chúng con
Người ta có thể tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã ban cho chúng con. Quả thật những người mục tử là hiện thân của Chúa, và tạ ơn Chúa chúng con đã gặp Chúa nơi những con người mỏng giòn yếu đuối này. Chúng con thấy được hình ảnh của Chúa, chúng con hạnh phúc ở trong giáo hội. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho những con người yếu đuối, cầu nguyện cho chúng tôi, những con người yếu đuối, những con người bất xứng, để mỗi một ngày chúng tôi họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu. Amen.